Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Là Phước điện thoại cũ đây. Hôm nay Phước về khá là nhiều hàng hàng mới dành cho anh em nha. Và hôm nay giá rất là mềm luôn nha anh em. Hàng mới về khá là nhiều ha. Và địa chỉ mua của Phước là nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nha. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì ghé qua xem máy, anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50.000, Phước sẽ giao máy nha. Máy bán ra bao anh em xài 7 ngày lỗi đổi máy khác nha anh em. Và bây giờ Phúc sẽ vô thẳng máy trực tiếp cho anh em xem luôn nha. Rồi đầu tiên 250.000. Ở đây Phúc có con Sony L1, con này nước kính anh em ha. Vẫn mọi chức năng vẫn xài bình thường nha. Nói chung thì con mấy con này dùng nước kính anh em xài dùng chữa cháy rất là ok. Ha, chữa cháy thì bảo ok luôn. 250.000 nha anh em. Lâu lâu nó vẫn bị loạn nhẹ nha anh em, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhau gì nhiều nha. Lâu lâu mới bị nha anh em. Rồi tiếp theo 280.000 anh em sẽ sở hữu được một con Z5. Xin lỗi anh em, đây là S5 nha. S5 này thì nứt kính nha anh em, nó bị nứt kính rồi. Nhưng mà vẫn xe bình thường nha. Đây, để mình mở cho anh em xem. Bánh nứt kính với màn ám nè, màn ám lưu ảnh nha. Còn là một chức năng vẫn xe ok. 280.000 nha anh em. 280.000 Samsung S5 hay Zalo, Facebook, lúc web xem phim TikTok thì ok nha. Rồi 280.000 nha, để bị nó kính một đường là nghe ha. Rồi ở đây cũng có thêm một cây 280.000 nữa là cây G530, thì con này nứt nhẹ ngay góc này thôi, còn lại mọi chiếc nào mua ok để cho anh em 280.000 nha. Samsung G530, Zalo, Facebook đồ các kiểu đều ok hết nha. Rồi 290.000 là C2 rim bị nứt ở trên này ha, còn là mọi chiếc nào cũng ok. Hay rim ha, 290.000. Rồi tiếp theo đây có 290.000 nữa là cây S6 Trung Quốc. S6 Trung Quốc nha anh em. Bể nắp lưng à, mình dán cái miếng đề can lên rồi. Bể nắp lưng ha, 290.000 nha anh em. Rồi đây là cây Nokia 1, xin lỗi anh em, Nokia 2. Rồi con này để cho anh em 390.000 nha, xem phim nghe nhạc, nói chung là khá là ok, pin khá là trâu bò ha. Nokia 2 390.000. Rồi tiếp ở đây là cây Oppo Neo 7 390.000 luôn nha. Oppo Neo 7 ha, Zalo, Facebook, xem phim, lượt web rồi cũng khá là ok ha, 390.000. Rồi ở đây Phước có hai cây Z2 rim máy full à, nút nguồn nó hơi khó bấm một xíu, nằm tục ở trong một xíu nha anh em, 390.000 nha. Z2 rim máy full là 390.000. Con này cũng vậy, nút nguồn trục vào trong một xíu nha, vẫn bình thường nha anh em. Đó, 390.000 nha anh em. Máy full ha. Rồi, tiếp theo đây cái Z2, xin lỗi anh em, là Z5 rim 390.000 luôn nha. Z5 rim 390.000, nước kính ha. Rồi, ở đây Phúc có một cây Z7, con Z7 là Z7 2017 nha anh em. Tình trạng của nó là pin thì khá trâu bò, nói chung mọi chức năng nó nói chung là màn đẹp, nói chung là khá là ok luôn á. Chỉ có điều là Phúc khi mà nhập về thì nó bị lỗi chỗ là nó không có tiếng nha anh em. Nó không có tiếng. Thì con này bán chủ yếu cho anh em là cày game, ha, treo game đồ khá là ok, máy mạnh lắm mà rất là đẹp ha. Z7 2017. Máy đẹp lắm. Rồi, con này để cho anh em 390.000 nha, 390.000 ha. Rồi, ở đây là cây Vietmax Beeline 480.000 nha anh em. Máy đẹp pin trâu ha. Máy khá là đẹp luôn. 480.000. Rồi, ở đây là cây Oppo F1 V-Dub, thì con này là vỏ xấu. Còn là mọi chức năng ok. Đây, vỏ hơi xấu ha. RAM 3 bộ nhớ 16 GB Oppo F1 V-Dub nha anh em. 480.000 luôn nha. Rồi ở đây là Phúc có một cây cây mi này là mi máy rất là bự nha, máy siêu to khổng lồ luôn. Nó không phải là iPad nha anh em, nó không phải là iPad nha. Đây, giới thiệu nè, là cây mi mát RAM 3, RAM 2 bộ nhớ 16 GB ha, Android 7 chấm máy bự. Rồi con này để cho anh em 480.000 về chơi game, cày game hoặc là treo game rồi xem phim, lúc web, YouTube đồ, khá là ok nha, máy bự lắm nha anh em.
Rồi 480.000 ha. Rồi tiếp theo là cây này, thì cây này là cây Sony L1, thì con này á, là nó hơi xấu đây xỉu nên nó hở đây xỉu ha. Đó, còn là một chức năng ok. Rồi, con này để cho anh em 550 nha, Sony L1 550.000. Rồi tiếp theo là cây Nokia 3 cũng 550.000 luôn nha anh em, pin trâu bò ha, còn là mọi chức năng sẽ ok, máy khá là mượt mà nha anh em. Nokia 3.1, RAM 2 bộ nhớ 16 GB, 550.000. Rồi 650 đây nha anh em, đây là cũng là Sony L1 và con này là máy full và đẹp hơn con kia, con màu đen ha, mọi chức năng đều ok, 650.000 nha anh em, Sony L1 ha. Rồi tiếp theo đây là con Sony X, con này bản RAM 3 và nhớ 32 GB anh em ha, máy khá là đẹp nha, bản RAM 3 và nhớ 32 GB. Rồi con này để cho anh em 650.000 nha anh em, Sony X nha anh em, Sony X. Rồi đây là cái Blade Master cũng 650.000 luôn nha, Blade Master. Đây là cái Blade Max B3 680.000. Blade Max B3 nha anh em, 680.000. Rồi cuối cùng là cây S6 ở lòng Galaxy S7 màn hình cong, đầu tiên là sọc màn ở nước kính dưới này ha, S7 màn hình cong sọc màn. Rồi con này để cho anh em 650.000, SPS 650.000 ha. Rồi qua đi bên đây, đầu tiên là cái XA1 lút nè, vân tay còn sử dụng được bình thường nha anh em, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, vân tay nhạy ha, RAM 4 nhớ 64 GB. Rồi con này để cho anh em là 750.000. Tiếp theo là con Note 4, máy màn đẹp luôn, 680.000 nha anh em, Note 4 680.000, màn đẹp ha anh em ơi, màn rất là đẹp, 680.000 nha. Rồi tiếp theo đây là cây Zenfone 4 Pro Max Pro 332, RAM bao nhiêu 32 GB ha, mọi chức năng sẽ ok, pin trâu, rồi xem phim lên mạng lúc web đồ khá là ok. Rồi 750.000 nha anh em. Tiếp theo đây, đây là con cho một lút viết mắt cho một lút ha. Rồi con này để cho anh em 790.000, 790.000 cho một lút nha, viết mắt cho một lút 790.000. Rồi tiếp theo đây là cây iPhone, đây là cây iPhone 6 lút bản 16 GB, mất vân tay, có iCloud hiện, mọi sim sống ok ha, pin 100. Rồi con này để cho anh em là 1.150.000, 6 lút nha anh em, không phải 6S lút nha, 6 lút nha. Cái này lại là cái vỏ nó bị mình hay vỏ ha, mình cái vỏ cũ hơi xấu. 6 lút nha anh em, không phải 6S lút nha, bản 16 GB, mất vân tay, iCloud hiện ha, pin 100, còn mọi chức năng ok. Rồi tiếp theo đây là cây iPhone 6G có vân tay ha, không iCloud, bản 64 GB, bản 64 GB nha anh em. Bản 64 GB có vân tay luôn nha, không iCloud, iCloud sạch nha anh em, máy khá là đẹp ha. Coi rồi con này để cho anh em là 950.000, iPhone 6G bản 64 GB, 950.000. Tiếp theo ở đây là cây A3S ha, máy ngoại hình đẹp keng sờ beng luôn này, máy rất là đẹp ha. Rồi con này tình trạng á, là màn của nó nè anh em, màn nó hơi tối nha, dù anh em có tăng độ sáng lên đi nữa nó cũng chỉ được như vậy thôi ha, nó không sáng lên được nữa nha anh em, bình thường nó sẽ sáng hơn vậy một xíu nha, nó bị lỗi một đèn á, nói chung là con này thì nó chỉ có vậy thôi, còn lại mỗi chức năng đều sẽ ok. Này, mình hạ hết độ sáng cho anh em coi thử nè. Đây là bản RAM 2 bộ nhớ 16 GB nha.
Để mình tắt cái di động đi, là tự động đi. Rồi đây, khi là tối hết rồi nè nè ha, còn sáng hết của nó nè. Rồi đó, nó chỉ được vậy thôi ha. Rồi con này bán cho anh em 880.000 nha, 880.000 A3S, máy cực kỳ đẹp luôn, 99% luôn, pin trâu, lo to ha, 900 mới mới 99%, 880.000. Rồi đây là con Oppo A10F A9X hoặc là hay gọi là F11, máy full chức năng ha, máy full chức năng. Máy full chức năng nha anh em, 1.950.000, RAM 6 bộ nhớ 128 GB, A9X, không có thể gọi là Oppo F11 đó anh em. Rồi tiếp theo trên tay Phước là còn Tab Huawei, xài được sim sống, nghe gọi được luôn, 390.000. Con này thì không xài được Zalo ha, xài được YouTube web, xài được Facebook với Messenger, 390.000. Hoặc là Tab 4 cũng 390.000 luôn anh em, không xài được Zalo ha, còn lại YouTube web và Messenger, Facebook đồ xài bình thường ha, 390.000 luôn. Rồi iPad 2 bản 32 GB. Rồi con này để cho anh em là giá 650.000 iPad 2 ha. Rồi tiếp theo là iPad mini 1 nè, con này để cho anh em 950. Con này xài được sim sống, nghe sim sống luôn nha anh em, xài được sim bản 32 GB, không iCloud nha anh em, iPad mini 1 không iCloud ha. iCloud sạch anh em ha. Rồi xài được sim iPad mini, vỏ ngoài hơi trầy một xíu ha. Rồi con này để cho anh em 950. Rồi tiếp theo là cuối cùng là cây tắp e, ngoại hình 99% luôn, máy khá là đẹp ha, ngoại hình rất là đẹp luôn, tắp e, Zalo, Facebook rồi tất cả đều ok hết ha. Rồi con này bán cho anh em là 980.000, tắp e, máy rất là bự ha, bản 10 inch, 980.000. Rồi máy của Phước hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, anh em nào ưng ý máy nào thì cứ nhấc máy lên alo cho Phước nha, hoặc là cứ điện cho Phước để Phước sẽ tư vấn cho anh em cái mẫu máy vừa túi tiền và thích hợp cho những yêu cầu của mình nha. Rồi xin nhắc lại Zalo mua hàng của shop là 0912731033 nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi cho Phước, và Phước sẽ gửi cái con, muốn xem kỹ con máy nào thì cứ nhắn cái mã máy qua cho Phước nha, cứ kết bạn Zalo với mình nha. Rồi xin cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại nha anh em.